I
5 con quả roi không nhỉ? Vâng. Ôi! Ô! Chị bảo đi về đi kìa. Đây đây. Kia biết là con chuối thấp chín bán rồi nhỉ? Máy trường ấy. Hả? Máy trường ấy, trường trong phòng. Mọi anh trường đi mua. Bin mua con nào với chị à? Mua con này á? Đây hai con nhé. Đây con này nó con lắm. Con này nữa nhá. Ui ui. Cái này nó to khỏe quá rồi. Bin đi xem cá rồi, đi xem cân rồi. Cân 2. Con giật, con giật tiền đi, con giật tiền con. Xịt nhá. Mua áo mới cho đi. Anh mua. Mẹ mua. Con cầm tiền đi mua kẹo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.